À, em xin chào thầy và các bạn. À, em tên là Nguyễn Thanh Bình, mã số sinh viên là 151909, học lớp thực hành vi sinh lý chia thứ bảy. Hôm nay em xin trình bày về bài điều khiển 32 led có dùng phím up down. Khi nhấn up down thì sẽ thay đổi năm kiểu sáng của 32 led. Sau đây em xin trình bày phần code. Ở đây em có khai báo biến thì có ba biến là y, có ba kiểu là y thì em sẽ khai báo là 32 in 32 vì có 32 led. Rồi z trái z phải thì in 16. Đếm led, khi đếm led thì em sẽ dùng là 8. Còn đếm đếm thì em sẽ cho là có dấu và đếm sẽ là kiểu 1. Sau đây sẽ là hàm phím up. Hàm phím up thì đầu tiên nếu mà em sẽ chống dội, và sau đó là nếu mà hàm nếu mà đếm nhỏ hơn 4 thì lúc đó hàm phím up mới được thực hiện, còn không thì đếm sẽ bằng kiểu 1. Còn sau đây sẽ là code của phím down. Phím down thì cũng tương tự, em cũng sẽ chống dội. Sau đó sẽ kiểm tra là nếu mà đếm nó lớn hơn kiểu 1 thì bắt đầu nó sẽ phím down sẽ được thực hiện. Còn hoặc trường hợp ngược lại thì đếm sẽ bằng 4. Ở đây em có sử dụng hàm delay tùy ý cho cái bài này. Và cái bài do là cái bài này nó có nhiều kiểu sáng tác của năm của 32 led nên sẽ cần mỗi mỗi loại sáng tác thì sẽ có lượng để sẽ có thời gian trải khác nhau nên em sử dụng có thêm hàm delay tùy ý. Sau đây sẽ là hàm điều khiển thì nếu mà đếm đếm bằng kiểu 1 thì có nghĩa là trạng thái ban đầu nó sẽ xuất ra 32 led theo kiểu là không và không ít f không ít f và không. Nếu mà đếm đếm bằng không á, đếm có giá trị là không thì khi mà đếm thì sẽ xuất ra và chờ trễ 300 ms giây, sau đó sẽ tắt hết. Thì cái hàm này có nghĩa là 32 led sẽ đồng thời chớp tắt 5 lần. Và trường hợp kế tiếp đó là khi mà đếm bằng một thì em sẽ cho cái hàm này 16 thì nó sẽ dịch theo 32 led. 32 led sẽ xuất ra theo kiểu là dù có z trái z phải và z trái thì z phải sẽ dịch dịch trái, còn z trái thì sẽ dịch phải. Cái kiểu chạy của 32 led này là chạy từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Trường hợp tiếp theo đó là khi mà đếm bằng số bằng 2. Đếm bằng 2 thì em sẽ ngược lại với đếm bằng 1, có nghĩa là em sẽ cho 32 led này dịch từ trong ra ngoài thì z phải sẽ dịch phải. Còn dịch trái thì sẽ dịch trái. Cái hàm được cái trường hợp tiếp theo trường hợp kế nữa đó là khi mà đếm bằng 3. Đếm bằng 3 thì có đếm bằng 3 thì em sẽ cho xuất theo mỗi mỗi lần là 8 8 là 8 led, có nghĩa là có nghĩa là khi mà có nghĩa là khi khi mà 34 trong một cụm 8 led đầu, 8 led đầu sáng thì 8 led thứ hai sẽ tắt, 8 led thứ ba sẽ sáng và tắt, 8 led thứ tư sẽ tắt và cứ tương tự như vậy. Tiếp tắt liên tục khoảng 5 lần. Còn trường hợp cuối cùng đó là đếm bằng 4.
Đếm bằng 4 thì tại 32 led này sẽ dịch theo kiểu là 4 led ở giữa, 4 4 là 4 led, 4 led sẽ sáng theo kiểu chạy từ trái sang phải. 4 led ở giữa của trong một dãy 8 led, trong một dãy 8 led thì 4 led ở giữa sẽ chạy và liên tục như vậy. Chạy 5 lần. Ở đây là hàm chính, hàm chính của em. Sau đây em sẽ combine và em sẽ tiến hành mô phỏng. À đây đây là trạng thái ban đầu của 32 led. À, trạng thái đầu tiên khi có khi nhấn nút đó là 32 led sớm chớp tắt liên tục 5 lần. Đây là 32 led đi chạy từ chớp tắt sáng tắt từ trong ra ngoài. Còn đây là trường hợp 32 led chạy từ ngoài vào trong. Còn đây là 32 led sớm tắt chớp tắt liên tục nhưng mà một lần là cháy được sáng được 16 led. Đây là 4 led, 4 led sẽ chạy chớp tắt liên tục. Và khi mà em đã chạy tới trường hợp cuối thì khi mà em nhấn nữa thì nó sẽ quay trở ngược lại vị trí ban đầu. À. Vâng, em xin kết thúc phần trình bày của mình. Cảm ơn thầy đã quan tâm quan sát và lắng nghe. Em xin cảm ơn.